Thì xin chào mọi người, mình tên Nguyễn Trần Xuân Yên, đang ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nghề dịch chính của mình là dược sĩ và hiện đang kinh doanh tại nhà. Hôm nay mình đăng ký thi online vũ điệu sống vui sống khỏe và giọng ca vàng, được tổ chức lần thứ nhất năm 2022 do câu lạc bộ Thân Thương Rạch Giá tổ chức. Mình thấy chương trình này rất vui và rất hay nên mình đã đăng ký thi vũ điệu tango và bebop nhằm thử sức mình trong những tháng học online và nhằm học hỏi giao lưu cùng các bạn trong nước, trên mọi miền đất nước. Mình rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người. Mã số của mình là 001. Mình cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn ban tổ chức, các bộ thiên phương đã tạo điều kiện cho mình tham gia chương trình.